Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai, cũng một số tàn luôn nha quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Minh ha. Thì số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề nha quý vị. Thì quý vị có nhảy chốt số lượng nhiều có giá trị cực kỳ mềm cho quý vị nha. Em chào anh. Rồi em Minh, mến chào chú anh chị ha. Chào anh Tấn. Thì hôm nay chú chị em mới vừa làm xong một cái 30 cái hàng cây phôi. Dán đế thì cũng có thú có nha quý anh chị. Rồi với 7 cây tàn. 7 cây tàn này thì tàn cũng rất là lớn, rất là đẹp. Giá cũng rất là yêu thương của chú anh chị mình đón xem ha. Mình xem từ đầu tới cuối để mình tham khảo ý hợp nhãn ngày nào thì alo cho em chú anh chị. Rồi bắt đầu tiến hành vào cái số 1. Em mời cô chú anh chị vào clip xem ha. Rồi, mã số 1 đây quý vị. Như vậy đây. Nó hình củ ốc mà bộ đế thú rất là đẹp. 23 hoành của chú anh chị. Xương cạnh với coi lắc đẹp quá đây quý vị. Giá nó là 500.000 của chú anh chị mình đây. Giá chỉ có 500 thôi. Đây, coi lắc gì đế nè. Còn ngắn ha. Để 23 hoành của chú anh chị mình đây. Đó, đế nó giống như thú của chú anh chị rõ ràng luôn ha. Đây nè. Chân nào bỏ là rất là đẹp ha chú anh chị. Đó, bên này cũng vậy. Coi lắc rất là đẹp. 23 hoành 500.000. Rồi, mã số 1, em lên mã số 2 rồi, số 2 là em tàn lỡ của chú chị mình đây. Nhỏ 22 hoành, giá 300.000. 22 hoành luôn, đây cái tàn đó quý vị. Đó, cái này mình dìm trên cái bye bye của chú chị. Còn cái cụ đế đây ha. Cụ đế là đế quái. 22 hoành, giá 300.000, bao ship tới ngõ luôn. Đó, đường kính bầu của nó là gần, nó là ba mấy, gần 40 của chú chị mình. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em tên mã số 3, một cặp. Cặp luôn. Giá yêu thương luôn. Cây này một cặp này của em thì cây lớn là 18 hoành của chị. Nó giá chỉ có 300.000 thôi chứ anh chị mình đây. Cành nè. Một cặp ha. Cành nó cũng đặt từ trên xuống luôn nè. Bộ đế nó cũng khá đẹp. Rồi để đây. Cây lớn hoành 18. Cây nhỏ là hơn 15 của chị mình đây. Đó, có 300.000 cặp luôn. 300.000 một cặp. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, anh tiếp tục lên một cặp nữa của chị mình đây. Số 4. Mã số 4 một cặp. Cặp này một cây là dáng lông đứng ngang, còn cây nó là một cái co lắc, nó hồi gì rất là đẹp nha quý anh chị. Bay này bay hồi nè. Một cặp này 16 hoành. Cây cũng là cây lớn chứ quý anh chị. 16 hoành này cũng là 300.000. Tại cặp này là cặp cây này là nghệ thực, nó chậm lớn. Cây bẻ bẻ vậy lâu lớn ha. Lâu lớn. Bẻ dáng kỳ quá. Dáng ngộ thiệt ngộ, đẹp thiệt đẹp. 300.000 quý anh chị mình ơi. Rồi, xuống cây luôn. 300. Rồi em tiếp tục lên mã số 5. Số 5 của em thì về đây. Giá nó là giá bay nhẹ đó chú chị. Nó khá quái ha. 26 hoành, giá 500.000 đó chú chị. 6 hoành 500 mà quý vị ơi, còn đế nè. Cái cụ đế này nó muốn giống như xù xù, nó sao kỳ lắm của chú anh chị mình đây. Dạ cây. Nó già ha. Chứ không phải xù. Đó, đế nguyên bệ đế hết nói luôn. 26 hoành 500. Rồi, mã số 6. Của em nói như vậy đây. 25 hoành, giá 500 của chú chị. Tại cành lực không ha. Tại cành lực bự. Bộ đế nó là nó dạng như thú nó vậy của chú chị. Đây ha, chân trước chân sau có mình nó đuôi dài luôn. Để cái đuôi vậy của chú chị mình nuôi lại ha. Nhõng nhõng chơi. Nhõng chơi. Chứ mình nuôi ra nó ra hết đó chú chị. 25 hoành, 500. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 7. Rồi, số 7 đây. Số 7 là em đế phú. Tàng dù ha. Tàng này của chú anh chị về nuôi tàng dù là cái phong tàng dù cũng khá đẹp ha. 19 hoành nữa chú anh chị, 220.000. Cái mấy anh nói bộ đế rất đẹp đó chú anh chị. Là vậy ha. Rồi, 220. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên một em chim cánh cục. Số 8. Mã số 8. 18 hoành, giá 320.000 cho anh chị. 320.000 cho một em chim cánh cục. Rồi, em để luôn. Kiểu ha. Rồi, lên cây mới luôn. Rồi, tiếp tục lên cây tàng lỡ, trà bá luôn. Số 9. Cây hoa lắc này dán lông đúng hiệu luôn ha, rồng đứng. Nó là lông của Bình Định đó chú chị. 25 hoành ha, giá 550.000. Co lắc tay cành, ok. Đây còn đế dứt cũng đẹp lắm nè quý vị nè. Cái mặt ở đây thì giống như thú nha ha, mặt này giống như nhân thú nè. Mình dặn ở đây chân trước bỏ rồi cũng rất khá đẹp ha. Đây 25 hoành 550. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số
10 23 hoành giá 450 ngàn. 23 hoành luôn. Để đây à quý vị. Lực không ha. 450 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 11. Một em trực. Cái ai cành khá là đẹp luôn. Cái này về cứ cho mình nuôi lại cũng đẹp, mình ghép cũng lẹ chơi ha. 25 hoành giá 450 ngàn của chú chị. 25 hoành luôn. Đó, tay cành gì cũng khá quá rồi. Giá 450. Để đây. Có đẹp không chú chị? Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục. Mã số 12. 23 hoành giá 400 cho chú chị. 3 hoành luôn. Thì thú cho chú anh chị, thú lại like ha. Hôm nay thì nó muốn lên tược. Cây cực khỏe ha các anh chị. Rồi xuống cây luôn. 3 hoành 400 ngàn. Đây em có một em giọng cái này giọng gì mà nó quá đẹp luôn nè. Cái mã số 13, 20 hoành giá 320 ngàn. Mấy cái này của chú anh chị mình về chơi nghệ thuật rất là đẹp nha anh chị. Để ha. Ghép chơi là ok la luôn, chỉ có 320 ngàn. Rồi 320. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 14. 14 đây, chúng ta lực luôn ha, đều luôn. 23 hoành giá 350 ngàn. 23 hoành có 350 quý vị coi tay xương cành. Này nó có bung cái tàn ra cái là hết ý quý vị. Này đẹp ha. Con này lên hoành chừng 30-40 nhìn tê tái liền. Rất đẹp. Giá chỉ có 350 ngàn thôi. Thì cái thời điểm kinh tế nó khó khăn. Nói chung là tụi em bán cũng hơi chậm ha, cần thu hồi vốn cho nên cái giá nó rất là rẻ. Rồi. Cây luôn. Rồi mã số 15, 20 hoành của chú chị giá 300 ngàn. Cái này về của chú chị mình tán ngang đây mình ghép chơi khá đẹp không chị. Cái bộ đế nó thú lai lai nha. Cái bộ đế nó quá cỡ, bộ đế nó lớn, bộ lớn một củ đế không. 15 20 hoành giá 300. Rồi 300. Rồi xuống cây luôn. Đây em sẽ lên một con thú cho chú chị mình tham khảo ha. Thú đây con chị mình đây. Mã số 16, 24 hoành giá 550 ngàn. 550 ngàn thôi. À, dáng thế đẹp quá nào quý vị. Thú rõ nét cho mình luôn đó chú anh chị. Thú chân trước, chân sau, chân giữa rồi có hết luôn ha. Nó đẹp, quay chậm cho chú chị mình tham khảo. Chỉ có 550 thôi. Rất đó, là rẻ. Cây luôn. Rồi em lên cái mã số 17, 22 hoành giá 300 cho anh chị. Xương cành ok. Cái xương cành ok, bộ đế ok luôn. Đế lực luôn, đều luôn. 300 ngàn. Rồi xuống cây, 300. Cái này cái bộ nặng lắm. Số 18 ha. Mã số 18, 25 hoành của chú anh chị giá 400. Mấy này gì của chú anh chị mình không chơi thích tàn thì mình cắt cái thành con vịt cũng được ha. Đó, mình thúy ngang đây mình cắt ngang là cái mỏ chứ anh chị. Đó là cái mỏ vịt rất là đẹp. Bộ đế nó khá đẹp luôn. Giá chỉ có 400 ngàn thôi. Đây, để quý vị. Này cũng dạng thú lai lai chú anh chị. Rồi 400 ha. 400. Xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục. Một em cắt về nè, về cô chú anh chị mình ghép ha. Nó mã số 19, 23 hoành. Giá chỉ có 200 ngàn thôi cô chú anh chị mình đây. 200. Để nè. 200 ngàn. 3 hoành. 23 hoành luôn. Bao phí luôn. Rồi, xuống cây luôn, bình thường luôn. Quá nặng luôn. Rồi, mã số 20 cô chú anh chị. 25 hoành, giá 450 ngàn. 25 hoành luôn, 25 hoành. Thì giờ bá luôn cô chú anh chị. Mình đó nè. Mình thú đàng hoàng mà. Chân cẳng là ngon lành luôn, ngồi đàng hoàng luôn. Rồi, 450 ha. 450. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em có em đầu đinh. 21. 21 hoành, giá 170 ngàn. Hoành, mã số 21, hoành 21. Giá chỉ có 170 ngàn thôi cô chú anh chị. Rồi, 170 ngàn. Đế khá đẹp ha. Rồi, xuống cây luôn. Đây, em lấy con này kêu bằng con gì đây? Là mã số 22. Con này là con thần thừ của chú anh chị, giống như thần thừ á. Nếu mà mình cắt cái đầu đinh ra là giống như con ếch ha cô chú anh chị. Con cóc ha. Thần thừ. Mã 22, 26 hoành, giá 450 ngàn cho chú anh chị.
Còn cô chú anh chị nào thích ếch đội nón thì mình cứ để cái phong mình chơi ha. Thằng vụ ở trên, thằng vụ trên. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục một em xương cầm khá đẹp, bộ đế cũng tương đối ha, 22 hoành giá 250.000. Cái này là em chỉ khai thác tới đó thôi, mình khai thác sâu xuống đó là nó đẹp hơn chút. Rồi 250 ha, 250. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên một em này, cái hoành cái bộ đế chà bá luôn, mà số 24-23 hoành giá 400.000. Đó xương cành lực ha, chỉ có 400.000 thôi chứ anh chị mình đây. Cây quá rẻ quá yêu thương ha. Rồi 400. 400.000. Rồi xuống cây luôn, mã số 24-400. Rồi mã số 25. 25 này của em là 23 hoành giá 300. Cái này của chú anh chị mình về mình nuôi trực ha. Nuôi ta tàn trực rất là đẹp, chỉ cần khá đều. Để nó cũng tương đối thôi của chú anh chị mình đây. Mà 23 hoành giá chỉ có 300.000 thôi chú chị. Rồi cây luôn, mã số 26 27 hoành giá 400. Quá rẻ cho một cây mai nha chú chị. 27 hoành luôn, 27 hoành luôn, giá chỉ có 400.000 thôi. Hoành 27 400 để điệu trên, quá đẹp luôn. Xuống cây luôn, 7 hoành có 400 cái gì mình xèo rồi. Rồi mã số tiếp theo là mã số 27 21 hoành giá 270.000 cho anh chị. Đó này con giống như con gì đó cho anh chị mình ha. Xương cành thì của chúng chị mình yên tâm không phải lo lắng gì hết. Nếu mà gì mình nuôi phân tàn trở lại. Cây khá đẹp. 270.000. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục. Mã số 28 24 hoành giá 300.000. Cái thằng chà bá luôn, thằng nó mập lúc của chúng chị. Xương cành quá đẹp luôn ha. Để quay quá thì dễ chơi. Rồi, chắc yêu thương. Rồi, tiếp tục. Đây mã số 29. 25 hoành giá 400 cho anh chị. À tại cành nó quá vậy. Đặt cái đây ha. 25 hoành luôn như cái gì. Tại cành nó bung cái đặt kẹo liền á. Giá chỉ có 400.000 thôi. Còn lật như đế nè. 400, 400 quá rẻ. Rồi 25 hoành luôn. Đây, cây mới luôn. Rồi. Mã số 30. Là cái này là hết phôi nha chú chị, em tới tàn ha. Mã số 30 của em là như vậy đây. Đó, hoành 23 giá 370.000. Cái cũ là bự đúng không chú chị, hoành 23 năm rồi tút neo nha. Cái cũ này mình đo ra chắc có bự chà bá luôn. 370.000. Rồi hết phôi, giờ hết lên tàn. Giờ tới tàn ha. Rồi, tới tàn mình sẽ di chuyển mình vô. Là mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Rồi mã số tiếp theo là mã số 31 của chú chị. Tàn, 31 là mai tàn ha. 28 hoành nha chú chị. Cái này thì chiều cao của nó tầm chừng chắc cao 1m6 ha chú chị. Đây cái tàn tròn do đẹp quá quý vị ơi. À, chiều cao 1m6, tán ngang của nó thì chắc cỡ 1m6 luôn chú chị. Tàn đẹp tuyệt vời luôn ha. Tàn đẹp như mơ. Hoành 28. Cái này giót ngọn cực kỳ luôn nha. Cái tàn này khỏi chơi rồi. Quá đặc luôn ha. Quá đẹp, quá đặc luôn. Cái gì xuống thấy nhìn cái dàn xương này của dịch thấy ghiền luôn ha. Đó xương đặc luôn vậy nè. Cái này 28 hoành em bao ship mình toàn quốc với anh chị, giá là 2 triệu ha. Đấy, chậm chậm nha, không nghe kỹ nha, giá là 2 triệu đồng. 28 hoành tàn đẹp tuyệt vời có thể nè. Cô chú anh chị mình tiện thể mình nuôi lại sang năm sau mình chơi đó ok luôn ha. Cái giá thời điểm này rất là rẻ. Đó, như cây này mà bông tết một cái là nó du lịch cái gì giá nó liên thành đó. Tại vì nói chung á giờ tới tết cũng không còn bao lâu ha, mà tại vì có cái là tụi em buôn bán thì phải có cần cái đồng vốn xây cho nên tụi em mới lên bán ha, chứ còn không mà để tới tết bán là giá trị cũng rất là cao. À, mình xuống cây ha, xuống cây 28 hoành giá 2 triệu, cây tàn đẹp tuyệt vời. Đó, cái tàn nè. À, mã số tiếp theo quý vị. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 32 của chú chị. 26 hoành thôi chú chị. 26 hoành. Cái này là cây trực nha. Trực phân tàn rất là đẹp ha. Đây, chiều cao của nó thì tầm chắc chừng 1m7 1m8. 1m7 đi, mình tới 1m7 đi. Tán ngang của nó chắc cỡ 1m6 1m7 chú chị. Rồi, tán ngang 1m6 đi ha. Ok la luôn ha.
Những cái này thì em cũng bao ship mình toàn quốc luôn. Mà cái này thì em đã lãi lá sẵn rồi ha. Như mấy cây đó thì có tính chị mình chốt em vẫn lãi lá mới ta mới gửi cây ha. Tàn xương cành đặt kẹo trơn rồi có gì nè. Đặt luôn. Đặt từ trên xuống dưới luôn á ha. Mã số 32, 26 hoành, em giao giá là 900.000 cho anh chị. Xương cành đặt nè. Chỉ có 900.000 thôi. Để nè. Để đó thì cây mai tàn thì em không có khai thác đế sâu. Cạo trên thôi ha. Chỉ có ấy trên thì mình thấy cái chân đế thôi. 900 ha anh. 900. Cây trực thẳng băng. Không tàn hay đặt luôn cứng luôn. Đó. Rồi. Đó là cho anh chị. Xuống cây nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo quý vị. Rồi mã số tiếp theo là một cây tàn lỡ, tàn nhỏ anh chú chị. Nhỏ còn mã số 33 ha, 23 hoành. Em cây này thì em bao ship mình cũng toàn quốc luôn, giá 350.000 của chú chị. 350.000 đẹp ha. Xương cành thì của chú chị mình không cần phải lo lắng chỗ nào hết nha. Nó đặt cứng cho mình hết của chú chị. Đặt cái cành. Để luôn ha. Để luôn. Giá 350.000. 50.000. 350.000 bao ship mình toàn quốc luôn. Nhỏ luôn. Tận nhà quý vị luôn. Đó. Rồi, em xuống cây ha. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn đây quý vị. Rồi. Mã số tiếp theo là mã số 34 của anh chị, cũng là 26 hoành ha. Bộ đế của nó thì giống như con thú anh chị. Thú rồi ha. Xương cạnh nó thì rải đều. Đó, cái này chiều cao em nói chắc tầm ước lượng giùm anh tính coi. Này có 1m6 cao, tán ngang có 1m5. Cái này thì em cũng bao ship mình toàn quốc luôn, giá 900.000 của anh chị. Toàn bị chẳng như gì. Giá chỉ có 900. Mà cái này em nói trước thôi chú anh chị, khi mà có chú anh chị mình chốt thì em sẽ trước khi ship đi thì em lãi lá cho mình ha. Cái nó khỏe ha. Về mình nuôi lại sang năm sau mình chơi thì nó ok hơn. Để cái cây này để nó cái gì nè. Cái cây này ở thời điểm này cái giá nó rẻ, có chú anh chị mình nuôi lại sang năm tới mình chơi nó sẽ ok hơn ha. Đạt hơn ha. Nó đạt tiêu chuẩn hơn. Hai chân chòm ở trước mình chẳng. Hai chân chòm trước mình co nó rất đẹp không chị. Cái này cũng giống như cái đuôi vậy. Chân mà không có đuôi thì mình cứ cắt bỏ. Để cái đuôi cho nó viên. Để đuôi đẹp ha. Quá đẹp luôn. Em vòng đế qua cái hướng mặt bên đây. Bên đây thì nó rõ nét thú à. Mình luôn nè. Nó rõ nét luôn ha. Nó vậy. Rõ nét thú luôn. 900 ha. Luôn. 900. Bao ship mình tới ngõ luôn. Giá yêu thương luôn ha. Rồi. Rồi xuống cây ha. Xuống cây. Mã số tiếp theo quý vị ơi. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 35 nha chú chị. 35. Cái này thì 24 hoành ha quý chị. Em này cao khoảng tầm 1m6 nhưng quý vị tán ngang tính gọn gọn khoảng 1m thôi ha. Cắt tỉa cái thằng thông rồi nè. Cái này kinh mít ha. Em giao lưu với cô chú chị mình giá chỉ có 600.000 thôi. Có 600 quý vị mà ship tới nhà mà bao sống nữa ha. Ừ. Giá xương cành rẻ luôn. Đây xương cành đây. Đặt luôn. Thấy là đi không nổi luôn. Nó rất là đẹp ha. Tại vì cái dòng này em những dòng mai tàn của em là đã lựa lựa những cây VIP nhất á, em sẽ để lại. Ta cành mà đẹp nhất rồi đó ha. Ừ. Cực đẹp. Xương cành cái này của chú anh chị mình khi mà chốt cây trong hình này không biết nha. Chốt cây mình nhận ra mình khui ra nhìn thấy cái khung cành nó là mình ghiền liền của chú anh chị. Cái bầu nó cũng khá lớn ha, đường kính bầu nó cái chiều cao nó khoảng 2 tấc của anh chị. 600 anh. 600 bao ship mình tới nhà luôn. Giá yêu thương luôn. Giá quá yêu thương luôn. Rồi, xuống cây luôn. Cây luôn. Mã số tiếp theo quý vị. Rồi mã số tiếp theo là mã số 36 anh chị. Rồi. 27 hoành ha. 27 hoành luôn. 27 hoành. Này cao lấy 1m5 thôi ha. Tán ngang lấy 1m4. Tàn xe rộng. Đâu quý vị, tàn xe rộng thì ha. Em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình giá 900, bao ship mình tới ngõ luôn. Xương cành quý vị thấy ghiền luôn, lực bánh đều từ trên xuống á. À xây ra. Nó rất là đẹp quý chị mình ơi. Đó, xương cành bự không ha. Đó. Giá chỉ có 900.000 thôi. Củ đế này cái này cũng khá đẹp. 27 hoành. 7 hoành là đế nè. Tàn thân đẹp nữa ha. Tàn thân đẹp. Đế về tứ diện đủ trơn nữa mấy gì. Cái này thoát thân nó tầm chừng mười mấy 20 của chú chị. Rồi, khoảng 20. Khá đẹp. Gan tay non. Rồi, em xuống cây cho chú chị mình đây. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 37 của chú chị. Cây này cũng là cây cuối clip em ha. Đó, cây này thì cái bộ đế nó thì thú rõ nét cho mình luôn mà nó rất là lớn anh chị. Cái này là 28 hoành nha chú anh chị. 8 hoành. Cao này lấy khoảng 1m5 nha quý vị. Tán ngang khoảng chắc khoảng 1m3 1m4 gì đó ha. Cao tầm 1m5. À, tàn đây. Tàn cũng rộng thênh thang ha. Rồi xương cành chú yếu quý vị ngắm kỹ phần xương cành nè. Đặt ở trên luôn ha.
cành bự 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 không. Cái này thì em cũng bao ship mình tới ngõ luôn ha, có giá là 2 triệu của chúng chị. Nách bể nào vậy? Bể khá ha, bể nách ha, nách cái dòng ở đây luôn nè. Thú xương gành đều đó, hoành 28 giá chỉ có 2 triệu thôi, bao ship mình tới ngõ luôn. Cô chú anh chị mình nghiên cứu lại kỹ cái bộ đế ha, nó không có khác gì con thú chỗ nào chứ anh chị. Cái này mà cô chú anh chị mình về mình trồng khai thác sâu xuống nó là rất là đẹp ha. Đây mà cô nói là vip luôn nào anh chị ha, nhìn cái khung này nè, nó ra đuôi ra ngu ra phai luôn, chứ không phải là nó lai đâu cô chú anh chị, rất là đẹp ha. 20 mấy quành à? 28 quành. 8 quành, giá chỉ có 2 triệu, bao ship mình tới ngõ luôn, ship tới ngõ luôn. Cái dàn vàng này nó rất đẹp chứ chị, cái này của chú nhà mình nuôi thời gian nó đã lên sầu hết đó chú nhà mình đây, nó bung cục cục hết trơn rồi đó. Rồi cái này cũng là cái clip ha, clip này em cũng rất mong của chú nhà mình vào clip xem, cảm thấy ưng ý hợp nhãn thì mình chốt của chú chị, chốt đem về nuôi lại sang năm sau mình chơi nó sẽ hợp lý hơn ha, đạt hơn, đạt hơn. Cái phong cảnh này thì mai dòng mai bên em thì cũng là mai giáo hạt của Đức chú chị, bông cũng từ 5 tới 12 cánh ha. Rồi em xin phép kết thúc và hẹn gặp lại của chú nhà mình clip sau chú chị.